Lưu ý ha. Yếu tố thứ tư đó là cho cá ăn quá nhiều. Đây là một yếu tố mà mình nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần luôn, bởi vì nó rất là quan trọng, nhưng mà nó cũng được liệt kê vào 10 yếu tố quan trọng nhất và yếu tố chính nhất đối với các bạn dễ dẫn đến các bạn thất bại trong việc nuôi cá vàng. Đó là với các bạn mà mới nuôi cá, hầu hết ngay cả mình lúc mới nuôi cũng vậy nha, mình cũng không phủ nhận, đó là ngay cả mình lúc mới nuôi cũng vậy, mình đều muốn cho cá ăn nhiều để mau lớn nè. Mà cá vàng lại là một loại rất là hấu ăn, nên là dù cho mình cho bao nhiêu đồ ăn nó cũng ăn cả. Và khi mà cá vàng ăn á, thì bạn thấy nó rất là dễ thương đúng không? Nó lắc lắc người để mà lấy đồ ăn thì nó rất là dễ thương. Vì vậy chúng ta cứ vô tình cho nó ăn nhiều để mà ngắm cái vẻ dễ thương đó. Nhưng mà cũng do bởi vì lý do đó mà cá vàng sẽ dễ bị chứng khó tiêu, do đó mà phát sinh những bệnh tiêu hóa như là đầy bụng hoặc lật ngửa. Thì đó là mà cái bệnh đầy bụng hoặc là lật ngửa, nếu mà bạn không biết cách trị nè, bạn không trị kịp thời nè, sẽ ảnh hưởng đến nội tạng của cá và sẽ dẫn đến cá bị chết. Nên là các bạn phải lưu ý.